Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất biệt thự hẻm 14 đường số 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức, nằm trong cái khu phân lô biệt thự đăng cấp của phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, sát sông. Đường trước lô đất biệt thự của mình nó là đường 5m, có vỉa hè hai bên, hai ô tô có thể tránh nhau vô tư. Diện tích lô đất biệt thự của mình nó là ngang 10m09, rộng 11m, dài 22m. Diện tích công nhận trong sổ nó là 240m. Đất quy hoạch biệt thự cao cấp. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường số 9 30m, ra mặt tiền đường quốc lộ 13 100m, sát với lại sông Sài Gòn, về lại sát bên khu đô thị Vạn Phúc, về lại Đại học Luật, cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, Đại học Luật, nhà thờ Phan Tima, bến xe miền Đông, từ 3 đến 5 phút di chuyển, ra sân bay tầm 15 phút, thuận tiện đi đến tất cả những cái vị trí xung quanh, tiện lợi, điện đường trường trạm. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm, xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh bất động sản Mộc Họ Riêu để chọn cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Xin nhắc lại là bán lô đất biệt thự trong khu phân lô biệt thự đồng bộ đường số 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, này là thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất của mình hiện tại là đường 5m, ô tô có thể tránh nhau vô tư. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 10m09, dài 22m. Diện tích công nhận nó là 240m. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.